Cảnh tượng khó tin khi dùng cơ bụng để hứng pháo đã thực sự xảy ra với Richard. Ông lão này đã bắt đầu những bài tập bụng khác thường từ năm 1920. Đầu tiên, những người bạn của ông thay nhau húc vào bụng ông, cảm thấy chưa đủ nên đã dùng bụng làm bàn đạp và để các vận động viên chuyên nghiệp lần lượt đạp vào. Bụng của ông Richard như cột thép, dù có dùng búa cũng khó rung chuyển. Cuối cùng, võ sĩ hạng nặng chuyên nghiệp đến thách đấu với chiếc bụng bự này, nhưng Richard vẫn không hề bị lay chuyển. Đâu là giới hạn của cái bụng bự không có cơ bụng tám múi này, không chỉ khán giả mà chính ông cũng tò mò. Trong cảnh mở màn, bụng của Richard phải đối mặt với một quả đạn pháo nặng 104 pound. Mặc dù bị đánh gục bởi một lực mạnh nhưng rõ ràng chiếc bụng của ông vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng, Richard thực hiện một cuộc bắn phá lớn vào bản thân hai lần một ngày. Ông sống đến 81 tuổi và được mệnh danh là vua đánh đập thế giới, Richard Pháo. Theo các cuộc khảo sát, 10% số người trên thế giới mắc chứng sợ kim tiêm. Các nhà nghiên cứu đã phát triển ra một loại vaccine dạng miếng dán này, trông giống như một loại băng dán hỗ trợ, nhưng có tới 20.000 cổng tiêm nhỏ. Mỗi cổng tiêm được phủ một miếng vaccine khô 100 micron. Sau khi kem nano tiếp xúc với da, cổng tiêm sẽ xuyên qua lớp sừng của da, vaccine sẽ được giải phóng và tích hợp vào cơ thể. Sau một vài giờ, chỉ cần xé nó ra và vứt nó đi. Nó có thể ngăn ngừa nhiễm trùng chéo mà không gây đau đớn. Người Anh đã phát minh ra vật liệu áo giáp chất lỏng có tên là Amerto. Nó cực kỳ mềm mại, ngay lập tức trở nên không thể phá hủy khi gặp tác động mạnh. Trong thí nghiệm, các viên đá được thả xuống từ cùng một độ cao. Lúc này viên đá ngay lập tức nảy trên các vật liệu thông thường. Nhưng đối với lớp giáp chất lỏng này, mọi thứ luôn dừng lại ổn định khi hạ cánh trên nó. Cho dù bạn dùng tay đập mạnh như thế nào thì cũng không sao. Hãy đặt nó lên bề mặt của quả dưa hấu sẽ biến thành một khối thép trong vài giây. Một quả bóng bay thường nổ chỉ cần đặt một đoạn lên, cung tên cũng phải chịu. Sức bảo vệ mạnh đến nỗi ngay cả quả cầu thép bay tốc độ cao cũng không thể làm nó bị thương. Đó là phiên bản hiện đại của áo giáp mềm bằng lụa vàng. Đội và không đội mũ bảo hiểm khác biệt nhau như thế nào? Thông qua nhiều thí nghiệm, chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của một chiếc mũ bảo hiểm đủ tiêu chuẩn đối với người lao động. Dựa trên các thí nghiệm cơ sinh học, giới hạn cột sống cổ chịu lực là 4.900 Newton. Vì vậy, tiêu chuẩn quốc gia cũng quy định mũ bảo hiểm phải có khả năng hấp thụ 4.900 Newton. Vỏ trơn và hình elip có thể phân tán lực của điểm lực ra xung quanh rồi treo nó bằng lớp lót nắp để đệm, thường làm giảm lực cứng đi 3/2. Một chiếc đinh vít rơi từ công trường xây dựng nhà cao tầng có thể gây tử vong. Mũ và áo giáp là công cụ bảo vệ quan trọng từ xa xưa. Ngày nay có rất nhiều môi trường ứng dụng và sử dụng nhiều mục đích khác nhau, nhưng công dụng chung là bảo vệ cơ thể con người khỏi những chấn thương gây tử vong. Vì vậy sự khác biệt giữa đội mũ bảo hiểm và không đội là thực sự lớn. Bạn đã bao giờ thấy những chiếc lá không cần đất vẫn phát triển mà không héo úa chưa? Julian, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Hoàng gia, đã nhìn chằm chằm vào một chiếc lá mà không làm bất cứ điều gì trong 2 năm, chỉ để tái tạo hoàn hảo quá trình quang hợp của cơ chế tồn tại của thực vật. Kể đến chiếc lá nhân tạo đầu tiên do con người tạo ra, trong một thí nghiệm, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, lục lạp nằm trong các gân lá bằng tơ và trộn lẫn với các tế bào tàu có khả năng hấp thụ mạnh các chất ô nhiễm. Những chiếc lá nhân tạo có thể thở một cách tự nhiên đã ra đời. Anh ấy đã ghép 70 mảnh thành một chiếc đèn chùm sinh học trong một lần. Nó chỉ cần một chút ánh sáng và nước để làm sạch không khí thông qua quá trình quang hợp. Hiệu suất quang hợp cao hơn lá thật 49%. Với nó, căn phòng trở thành một chiếc đèn oxy tự nhiên. Những siêu thực vật như thế này có thể giải quyết được vấn đề thiếu oxy trong các chuyến du hành giữa các vì sao, trùng với kế hoạch nhập cư vào sao hỏa của Mars.